Vâng, trận đấu đầu tiên trong cuộc đấu này và mình sẽ bắt đầu luôn. Đây là Egypt trong tay game thủ Đỗ Văn Sang và game thủ Lê Tuấn Anh là người cầm Summer. Kèo này Egypt được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Egypt đối đầu với Summer trong trận đấu này. Và mình thì vừa đẩy kênh cho game thủ Hello Chip Boy với kèo đấu solo chặt tay với bên lớp. Thấy bảo vậy. Và chúng ta cứ đến với giải đấu A lên tỉnh được cái đã. Lê Tuấn Anh và Đỗ Văn Sang. Rồi, bãi quả có 6 cây mình thấy luôn 7 hiêu đầu dành cho game thủ Lê Tuấn Anh. Có Đỗ Văn Sang là người cầm Sumerian. Ok. Bãi quả 6 cây dân đóng nghe. Rồi, mọi thứ đều đang ổn. Và sau khi kết thúc kèo xin lỗi là kết thúc buổi stream giải đấu lên tỉnh 2018 mùa thứ 3 ở khu vực Bắc Bộ 3 này, và buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ stream PUBG. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ tại fanpage Hải Bajo của mình nha, mạng xã hội Facebook và fanpage Hải Bajo. Và trở lại với bài Egypt này thì một bài mà khép góc ở khu vực góc 6 giờ. Quả đầu 6 cây bầy hiêu đầu đã thấy nhưng mà chưa thấy rừng. Gỗ đầu gần dành cho bài Egypt này. Và bắt đầu kéo nông dân ra để lùa hiêu, không cắm cờ đi rồi. À không, lại quay lại lùa hiêu. Bầy hiêu đầu cũng chỉ có 4 con thôi. Cổ tay đau quá. Vâng, có vẻ như mình chơi game hơi nhiều. À không, hiêu đầu 6 con đấy, không phải 4 đâu. Đang đi dò thêm những đồ ăn mới. Lùa hiêu về. Em ơi, lấy thuốc đau răng cho anh ấy. Vâng, đang đi dò nhưng mà chưa thấy gì ăn. Giải đấu A lên tỉnh 2018 chúng ta đã chính thức khởi tranh từ ngày 20... Vâng, từ ngày 25 tháng 9 năm 2018. Và sau khi đi qua hai khu vực 1 và khu vực 2 chúng ta đã đến với các trận đấu trong khu vực 3. Vâng, giải đấu với mục đích là tìm kiếm các tài năng có đẩn giật trong nền AFC Việt Nam, khai quật để tìm ra và đưa các anh ấy ra ánh sáng. Vâng, để đến với giải đấu này thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến hai nhà tài trợ, đó là Twin188, website là twin188.live, và Pow, website là playlive.win, đã đồng hành cùng GTV để tổ chức giải đấu lần này. Xin gửi lời cảm ơn đến hai nhà tài trợ. Và trở lại với trận đấu này khi tỷ số đang là không đều giữa chủ Đỗ Văn Sang và Lê Tuấn Anh. Một bầy hiêu 6 và lùa hiêu sát mép tường về phải nói là cực kỳ đơn giản. Có một con voi bên ngoài dừng thấy hai cánh hướng lên góc 3 giờ và chưa thấy thêm đồ gì ăn. Và đang cho một dân đi dò tìm thêm những đồ ăn mới khi bầy hiệu đầu đã về hết rồi. Gỗ đầu không quá xa, thật cái bóng gỗ này còn 44 gỗ nữa là đủ đóng ghét đầu rồi. Uầy, đường đi dò đồ ăn đang hơi khê nha, dò lên mặt 3 giờ tí không. Đủ gỗ đóng ghét đầu rồi em mày. Kéo dần dần đi thôi. Chưa có hiện tượng tách dần từ cầu voi. Được lắm. Câu con voi duy nhất này về. Thấy đôi voi trên này xa thế. Khả năng nó quét ăn voi trên kia rồi. Quan trọng là câu voi này về đã. Chúng ta cùng xem tham lai. Và bên kia với 19 dân dò 13% và không chết dân đến từ bài Summerian của game thủ Lê Tuấn Anh. Lê Tuấn Anh thì mình cũng đã quay anh này rồi. Đánh cũng khá ổn. Gắt phết. Đây, voi đầu tiên của bài Egypt nó quay đầu nhưng chết rồi. S đầu được thiết kế đôi voi trên này thêm một bầy hiểu đây rất khó để khai thác. Thực ra này ăn vẫn ăn được, cố được thôi. Đôi voi này làm sao để ăn đây này. Đó mới là vấn đề. Đó nhiều này á. Các bạn đợi mình chút nha, mình uống tí thuốc cái. Đau răng quá. Nói nhiều. À. Đắng quá. Ok. Vẫn đang đi dò thêm và câu voi xa luôn. Không xoắn. Đôi voi rất xa nhưng anh sẽ cố gắng câu về. Ôi, hình như ăn hay hít rồi. Trèo đèo lội suối các kiểu. Và đó chuẩn bị về đến nhà chính luôn. Cắt dân ra ăn thêm bầy hiêu. Nói chung đây là vài đủ đồ như cầm Egypt. 26 dân. Đã kích đời rồi. Và con voi thứ hai về với nhà chính. Rất nuột. Và ăn thêm bầy hiêu có 6 con đây. Nhưng một con thì phải chặt gỗ mới ăn được. Tính là bầy hiêu 5. Chỉ phi 3 con thôi. Và đóng ép. Chỉ cho 3 dân ăn được ở khu vực này và ăn thêm gỗ ở đây. BB chưa thấy anh đóng. Bài này khả năng đánh cung là rất cao. Bên kia cũng 26 dân và dò tới 21% bản đồ. Thì người cầm Summerian game thủ Lê Tuấn Anh. 66% chỉ số lên đời. Đây là lên đời 2. Còn lên đời 3 thì còn phải xét. Lên đời 3 thì phải từ từ đã. Khi mà bầy hiêu này ăn hơi khê. Câu voi này về BS rồi. Chắc chắn là như vậy và các bạn thấy. Bầy hiêu nó đầu tắc. Rồi xong xong. Rồi, như vậy là câu voi và quên dân. Chết luôn nông dân rồi. Chết một dân thành bài 25 dân. BB chưa. À đây BB đang đóng. Đây sẽ là BM. Và
Đây là BA. Rồi, tôi tưởng không đóng BA này. Mới chỉ có 600 thực thôi, còn lâu mới lên được đời. Còn lâu mới kích được đời bài này. Vâng, như đội bạn vẫn chưa lên đời. Ờ, ngon. Vâng, vẫn chỉ là 700 thực, còn thiếu 100 thực nữa. Đội bạn vẫn chưa lên đời bài Samurian kìa. Rò 20% bản đồ. Vâng, vẫn chưa lên đời luôn. Vâng, 24% bản đồ thì mọi người gặp Samurian và anh vẫn chưa lên đời trong cái này thì còn chưa kích đời. Và sàn đầu 11 rồi mà hai ông vẫn chưa kích đời. Bây giờ bài Summer lên đời, kích đời chuẩn thì cũng phải sang 11:45. Bài bên này thì kích đời vào 11:37. Như vậy là Egypt sẽ lên đời sớm hơn, nhưng chết mất một dân. Khả năng Summer đội bạn cũng đánh cùng rồi. Khi mà tôi thấy bài Summer đánh tới 26 đông dân. Kìa dân ăn hiếu. Anh cần phải chú ý cho dân ăn hiếu hơn. Già ruộng được một mớ luôn thì gỗ nhiều. Và như vậy Summer không đào vàng, 26% chỉ số giò. Liệu có bài là đi giò chưa? Vẫn chưa thấy đào vàng. Chỉ số giò có tăng không ta? 27% rồi. Khả năng đánh chém nữa đấy. Khi mà chỉ số giò đang tăng liên tục hay là dâng Nga. Giò gần 30% bản đồ. Vẫn 27% mờ. Không. Không thấy tăng nữa, như vậy là không phải đi giò. Đi giò nó phải tăng liên tục cơ. 25/28 quấn được rất nhiều ruộng này, lực sẽ là khỏe và bền. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái ruộng rồi. Và đang cố gắng bú nốt những con hiểu đây, thực ra đây là 7 hiểu 7. Vâng, lên đời xong. Nhưng mà nâng cấp được bánh xe rồi. Thiếu tí thức nhưng cuối cùng thì anh cũng đã nâng xong. Vâng, như vậy là đội bạn lên đời 3 sớm hơn anh. Summer lên đời sớm hơn. Và đã cộng dân rồi. Đội bạn đang ra dân và anh này cũng đang ra thôi. Cơ cấu tăng Nga. Và bo nhỏ mặt này. Mặt này sẽ vài cái BE nữa. Mình nghĩ nếu như bo được rộng từ đây thì nó sẽ là hợp lý hơn. Để còn ăn được thêm cái rừng gà. BA thứ 3. Bài này đánh 4A vất vả. Đây thêm E thôi. Vâng, đang thiếu gỗ này, cứ từ từ. Chưa đóng được A thứ 4 này. Bánh xe thì chuẩn bị lên xong đến nơi rồi. 3 bài này. Đánh 4A chết luôn. Một dân CA đến bao giờ mới xong. Anh ra nhiều ruộng quá. Đội bạn cũng vừa sắp tơn quân đầu được một lúc rồi. 3A vắt đều thì 7 Egypt đối đầu với Summerian. Rồi đội bạn vừa ra tơn quân đầu xong. Tôi vừa thấy chỉ số đội bạn tăng lên, bên này mới ra được 2 con. 1T được xin. Đứng thủ luôn này, người cầm Egypt. Khi biết rằng bài yếu hơn, lên đời là muộn hơn. Đội bạn đã chạy tân cung R đầu tiên đi rồi, 36% chỉ số giò. Điểm số lên là đang chạy cung R đi rồi. Và đến luôn 2 con ở đây. Cung R Summerian tầm xa 7-1. Nhưng mà nó ít máu hơn. Bên này sinh ra đã 93 máu rồi. Chấp đối phương lên được cả đầu máu, mình vẫn nhiều máu hơn. Ghê thật. Còn cung R bình thường các bạn lên đầu máu là 80. Con này vâng, chưa cần lên đầu máu đã 93 máu rồi. Rất là trâu bò húc. Tham lại 40/56. Cung R đứng thủ toàn tập. Bên kia 33 dân, bên này cũng 33 dân rồi. Nhưng quan trọng là không biết nhà đối phương đâu. Và tham lại đội bạn đang nhỉnh hơn, khi sắp được nhiều quân hơn. Lên đời sớm hơn mà. Bây giờ thì gỗ đang nhiều và thực thì lại cũng bình thường. Tăng Nga. Hoặc là nâng cấp chặt gỗ 2 nhanh còn kịp. Và nâng cấp chặt gỗ 2 luôn. Ở chưa. Và anh sóc thêm cung R và tăng thêm A. Giật mình cho anh nâng cấp chặt gỗ 2 rồi chứ. Bây giờ nâng được rồi đấy. Vâng, đội bạn công vào mặt điểm yếu. Đây là bài gỗ và chết ngay 2 dân. Cung R Summerian. Vâng, 70 máu thôi. Con này hơn những 23 máu. Nhà BA thứ 4 đã có rồi. Vâng, đã dò ra nhà đối phương nhưng bị bắt luôn một cung R. Đối phương trong khu vực góc 3 giờ. Và anh đang trèo cung R ra ngoài để tìm bắt tên quân tò của đội bạn. Vừa móc máy sau rừng. Bái gỗ đã hở rồi đây này. Bái gỗ của anh đã hở. 45/72. Truy sát theo tên cung R này của đối phương. Đối phương đang đứng trên dốc một tên quân tò. Lùi ngay. Hôm nay 48/72 vẫn đang dân đều. Dân của anh đang nhiều hơn đội bạn. À không, 35/36. Tôi thấy đôi bạn có vẻ căng đấy.
Vâng, năm công nghệ đều như nhau, chưa ai nâng được chặt gỗ 2 cả. Cái này thì đã lên xong cái chặt gỗ 2 rồi, hơn công nghệ rồi đấy. À không, Yoro bạn cũng chặt gỗ 2 luôn à? Căng vậy, đều năm công nghệ hết rồi này. Vâng, thêm một chiếc BG để vẽ ruộng ở đây. 53 trên 72. Công lên nhưng hai cung R, hai tên cung R gặp nhau. Đối phương phát hiện ra và anh là người đi lỗi. Ôi xong rồi, tôi thấy quân đội bạn đông hơn đây, một điều vào mắt. Vâng, tên này thì có điều vào mắt, đội bạn vẫn bắn. Còn người cung R nhưng vẫn đứng lại chơi luôn này. Nhưng mà tên này tôi thấy anh sai lắm đấy. Tên này đứng lại đấu là sai lắm luôn, kể cả bạn có trâu đến... Vâng, kể cả bạn có trâu như chó thì vẫn là lỗ thôi, khi quân đội bạn đông gần gấp đôi. Trong đó 4-5 cung R đứng ở sau không bắn này. Rồi bây giờ mới trèo ra bắn. 51 trên 80. Còn vẫn đang bị đối phương gì ở đi khá nhiều cung R ở đây, nhưng có điều R của cái game thủ ta tăng nhà BA thứ 5. Trận có 2 đã có và đội bạn cũng vậy rồi. 50 trên 84. Và bây giờ thì Samaria đang phải rút lui. Game thủ Lê Tuấn Anh. Và bên kia đã đào được 80 vàng rồi, anh nên chú ý điều này, đội bạn sẽ lên đầu móng sớm đấy. Bắt được con cung R này của đối phương. Ra thêm ruộng nào. Và mặt này bị móc bởi một cung R, nhưng rất may là có cung R ra kê rồi. Anh phải bung lên làm sao để ăn được những cái rừng bên ngoài này, chứ ăn hai cái rừng trong này thì tù tội vãi trưởng ra. BC đúng rồi, BC bung ra chính ra chỗ khác ăn rừng thôi. Vâng, vẫn đang đứng kê ở đây. Đây là con đường độc đạo để đi công vào nhà mình. Tốt nhất là cứ đứng cung R kê ở đây, đội bạn chui qua cái lỗ này là chết ngay. Vâng, đứng kê đây được rồi. Sau đó bung vào trong khu vực này ăn rừng này, trong 9 giờ rừng rất đẹp. Chui hẳn vào trong này luôn. Một cái BE chốt đây là đối phương không móc được nữa. Và chui trong này đóng cái BE, đóng cái nhà chính đi ăn rừng. Và tham lai là 62 trên 92 rồi. Vâng, tôi biết ngay sẽ bị công ở đây mà. Đã bắt đầu bung nhà chính ra đây để có thể khai thác rừng. 7 E để bắt cung R đối phương. 2 cung R đi móc máy thôi. Anh đen E ra và xây hẳn hai cái BE này lại và bo hết dân vào trong 9 giờ mà ăn rừng cho nó đẹp. Tội gì này ăn dưa, tội gì ăn mấy cái rừng này cho nó xấu ra. Vâng, trên này thì bắt được cung R đi lỗi của đối phương rồi. Tốt. Tham lai 64 trên 88. Để đóng nhà chính cho mày ăn rừng không phải là mát bêu hơn bao nhiêu không? Tội gì ăn cái cánh rừng này lại sắp thủng đến nơi rồi. Vâng, cho dân ra đào vàng để có thể lên đầu máu. Hộ hở rừng rồi đây. Đối phương là có ý đồ công lên. Tôi thấy đôi bạn đào được 120, 150 vàng và đang thiếu. Ơ, bên mình đang nhiều dân hơn này. Vâng, các game thủ đang thi đấu khá là tập trung. Xây thêm e. Cho thêm dân ăn vàng ở đây. Cung R là 93 máu, đào đủ vàng để lên đầu máu rất là nâng ngay. Thực là rất nhiều, gỗ cũng như vậy. Trong nhà của tôi hai bãi vàng. 78 trên 104 và lại có cung R đi móc máy rừng. Tôi bảo đừng ăn cái rừng này nữa, nó thủng rồi này. Đấy. Ăn làm gì cho nó khổ ra vào đây, tôi quân to của đối phương. Rồi bạn đã có đầu máu dành cho những con cung R Summerian. Summer đã có đầu máu. Trong đó anh đã lên nhà BA thứ 6 rồi. Đứng cung R ngoài này để kê. Vâng, ăn rừng mặt bên này. Ăn rừng trong 9 giờ rất là yên bình. Đợi gỗ của anh sẽ dồn lên rồi, rất là đề huề. Tìm chỗ nào bung nhà chính ra và vẽ thêm ruộng thôi. Đây, dưới góc 6 giờ vẽ ruộng, đây vẽ ruộng ở đây cũng được. Quân đứng kê trên này. Quân đứng kê mặt này cũng đua phát triển đến từ cả hai game thủ chúng ta. 96 trên 104. Egypt đối đầu với Summer. Nếu đánh đời 4 thì còn cân. Đáp đôi Egypt đối đầu với Hot Thần Summer. Nếu đánh đời 3 thì Egypt bao giờ cũng là cửa trên hết. Khi mà lên đời đầu máu, Egypt là loại quân khỏe nhất trong tất cả các loại cung R. Máu nó quá trâu. Tên này bị móc rồi. Bị móc đúng vào cánh rừng ở khu góc 9 giờ. Và đang bị đối phương 7 e kim dần. Một quân to đối bạn đi vòng mặt 9 giờ thì biết rằng game thủ Lô Văn Sang đang ăn rừng ở đây. Thế tuần anh đi móc rất khó chịu và ăn được khá dần từ tuần vừa rồi, phải chục dần. Chục dần nằm xuống tuần vừa rồi và mặt này lại nhô lên. Còn mặt này anh lao ra ngoài là sai lắm này. Đối phương rất đông quân ở ngoài đang đứng chờ. Và làm ra sẽ bị bắn ngay. Đã là cho cung R để giết 116 máu. Đồng cung R bá đạo nhất trong cái bản đế chế này ở đời 3. Vâng, mà quân anh chết được khá nhiều khi đội bạn dàn nhiều là đẹp hơn. Vâng, điều làm sao đổi ở đây. Chỗ này rất hẹp để có thể điều, nghĩa không bao giờ nên điều ở đây cả. Sẽ chết hết cung R thôi. Bây giờ anh đang rút lui. Anh rút lui luôn cung R mình. Con này sẽ bị bắn chết ngay. Tham lai là 80 trên 112. Lại nhổ ra một tên. Khi mà quân đối phương đây là ít hơn.
Và anh quyết định lao ra ngoài rồi. Thêm một tơn nữa lao ra không? Để hỗ trợ cho đồng đội mình chứ, không nên đứng ở trong như thế này. Trời ơi, đã đấu thì lao hết ra mà đấu thôi. 85/120 rồi, bo mặt 9 giờ lại, bắn gỗ một cách nó ổn thỏa hơn đi. Vâng, lao lên ốp A đối phương luôn, đến từ game thủ Đỗ Văn Sàng không hề xoắn. Với lượng quân ở đây, khi mà quân của anh còn đứng ở phía sau quá nhiều như này thì ốp kiểu gì mà tôi còn sợ bị bắt cơ. Và đội bạn đang vẩy e điên cuồng này, úi rồi, úi rồi. Và đội bạn đang vẩy e để bắt anh này. Và mặt này trồ ra thì quá muộn rồi. Một điều là rất sai lầm đến từ game thủ Đỗ Văn Sàng và khả năng cao chiến thắng sẽ dành cho Lê Tuấn Anh trong trận đấu đầu tiên này. Tham lai nào. Tham lai Lê Tuấn Anh đang đè 55-45 thôi. Tham lai Lê Tuấn Anh rơi tầm 8x90. Cháy ruộng đâu với ông thần. Rồi. Bắt được rất nhiều cung gờ đi lỗi của game thủ Đỗ Văn Sàng. Tăng nhà BA tiếp theo 2, 4, 6, 7, 8 nhà BA. 8 nhà BA dành cho game thủ Đỗ Văn Sang để chơi với Lê Tuấn Anh. Anh ta ngà điên cuồng rồi. Vâng, đội bạn đã đạt được 1.394 vàng và 55 thằng nông dân. Hỏng rồi. Vâng, với sự phát triển của Samurian từ nãy giờ, bao nhiêu quần mình đánh giá là hơi ít. Đây, các bạn móc vào mặt này khi anh vừa bung nhà chính ra. Ai phải đưa cung gờ về để đỡ. Thì đốt e thôi đã thốn rồi. Dân vẫn đang xin ra ăn gỗ nhưng mà đang đứng chơi. Các bạn đã đào đủ vàng và khả năng lên 4 là rất cao. Các anh quyết định đi ốp luôn. Thì lo sợ là đối phương sẽ lên 4. Và tôi thấy rằng Samurian đã đào rất nhiều vàng. Không có gì thì muốn móc máy nhiều đến từ game thủ bố Đỗ Văn Sang như thế này thì Lê Tuấn Anh sẽ phát triển cực kỳ móc bình. Cái này không ốp được nhà của đối phương. Và còn thiệt hại cung vừa ở nhà bị móc máy nữa. Summer lên 4 khả năng là rất cao rồi. Và nếu như Summer lên 4 thì đúng bài này tịt luôn rồi. 2.000 vàng rồi. Đội bạn đã đào được 2.000 vàng và cả cái bản đồ này là đội bạn chiếm. Anh chỉ co cụm góc 6 giờ và dịch lên 7-8 giờ một tí thôi. Không thể lò ra bên ngoài được, thò ra là bị giết chết ngay. Cùng rồi đội bạn đứng kê ở đây. Vài con đứng kê này thì đấu được. Và thậm chí đã bắt luôn tên này. Đối phương đã rút lui rồi. Và đội bạn đang bung ra ăn rừng ở trên này các bạn thấy. Và anh bật đây trổ với đối phương bảo sao mà không bắn dân ở trên này. Đội bạn đang bung ra ăn vàng khắp nơi. Và sau tên này thì đây tên anh sẽ lên 4. Đang kích 4 rồi các bạn. Dừng tham kích 4 rồi đấy. Và Summer bắt đầu dừng tham thì kích 4 rồi. Quá đông cung gờ đứng chặn trước cửa, không thể công vào được. Có một tên đi móc từ 12 giờ xuống đến từ Đỗ Văn Sang. Cảm giác cung gờ Egypt nhưng không ăn được cung gờ Summer. Thì bạn chỉ 80 máu thôi. Lên 4 xong dành cho lên cầm Samurian. Tôi biết ngay mà. Giờ bắn ra lửa là hết rồi. Trong đó lực của anh bao giờ mới lên được 4. Đội bạn sẽ đẩy thẳng hot vào đây rồi. Đây là solo nhưng phải đánh team. Đội bạn lên 4 xong. Anh có cung gờ đến móc máy nhưng bây nhiêu thì móc bao giờ mới hết được. Nhưng mà dân đội bạn là dân Summer. Hot đã bắt đầu có. Và đây là nó chưa bắn ra lửa. Tham lai 99 và anh cũng đã đóng ca. Ý đồ đua lên 4 cùng nhau. Nhưng bị móc vào nhà chính rồi. Đã bắt đầu bị móc vào ruộng chính. Đây. Đội bạn đang lao vào một turn. Và tỷ số là 1-0 dành cho Lê Tuấn Anh trong cuộc đối đầu với game thủ Đỗ Văn Sang. Đấy, cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai trong cuộc đối đầu này. Lê Tuấn Anh phát triển rất là mắc bình. Phát triển khỏe hơn. Ruộng nương nhiều. Ca cùng các thứ. Và đấy, cùng chờ đợi trận tiếp theo rồi.